đơn giản nhất là chúng ta có thể bỏ bát nhang đó đi, thì chúng ta ví dụ như là chúng ta đem cái bát nhang đó đến cái chỗ gọi là sông nước mà nó rộng rãi thì chúng ta có thể thả xuống, thì để cho cái bát nhang nó mát mẻ thì nó cũng rất là tròn trịa trong cái việc mà thờ cúng thôi. Tuy nhiên thì cái việc mà bỏ bát nhang đi thì không phải lúc nào cũng đúng. Xin chào quý cô chú và anh chị. Trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ một vấn đề mà mọi người cũng rất là quan tâm về vấn đề tâm linh, về vấn đề thờ cúng, nhất là vấn đề mà khi mà chúng ta làm một cái nhà mới trên một cái nền cũ, hoặc là chúng ta xây nhà mới, chúng ta muốn truyền cái bát hương đến, thì chúng ta nên ứng xử như thế nào cho nó phải đạo, rồi thì chuẩn chỉ dưới góc nhìn tâm linh. Thì hôm nay tôi sẽ có những cái kiến giải dưới một cái góc nhìn mà khoa học nhất với kinh nghiệm rất là nhiều năm của tôi trong nghề. Thì đây tôi thấy rằng là làm nhà mới thì có hai trường hợp. Bạn đang ở một cái miếng đất cũ, có một cái ngôi nhà cũ, ngôi nhà cấp 4 hoặc là một ngôi nhà bình thường mà chúng ta muốn xây lại mới. Thì trong cái công việc ấy, thì chúng ta bao giờ cũng có việc là chuyển đồ đạc đi sang một nơi khác, đúng không ạ? Để chúng ta lấy một cái vùng đất, một cái công trường để ra chúng ta xây nên cái căn nhà mới đó. Thì trước hết là chúng ta cũng phải dọn đồ đi, chúng ta chuyển ban thờ đi, và sau đó chúng ta hạ giải cái nhà cũ đó, đúng không ạ? Thì câu chuyện đặt ra là thế thì ban thờ ở đấy, thế thì bát hương phải ứng xử như thế nào cho nó hợp lý, đúng không ạ? Thì tôi thấy rằng là cái việc mà chuyển ban thờ đi thì nó cũng rất là đơn giản thôi, thì chúng ta chọn một cái ngày lành tháng tốt để chúng ta hạ giải nhà cũ cùng cùng với việc là giải xá bát hương, hoặc là chúng ta chuyển đồ cũ đi vào một cái ngày năm tháng ngày giờ đẹp, thì chúng ta chuyển ban thờ vào, nếu mà chúng ta có đất đai mà rộng rãi mà có một cái nhà kho ấy, thì chúng ta có thể chuyển ban thờ vào cái nhà kho đó. Còn nếu mà đôi khi là cái miếng đất đó chúng ta chỉ có 60-70 m² thôi và chỉ làm công trường thôi, thì chúng ta có thể thuê một cái chung cư và chúng ta về đó ở, hoặc là về nhà ông bà nội bà ngoại nếu mà gần đấy, thì chúng ta có thể mang bàn thờ theo, đúng không? Nhưng mà mang bàn thờ theo thì chúng ta không nhất thiết là phải mang cả bàn thờ đấy đâu, mà chúng ta có thể là chỉ mang mỗi ba bát hương thôi. Nếu như nhà ai mà dùng ba bát hương hoặc không thì chúng ta chỉ mang mỗi một cái bát hương đi thôi, thì chúng ta có thể là hạ giải bát hương là xin cầu trời khấn quan thần linh là tôi có công việc nọ việc kia thì xin là được ngày lành ngày tốt, thì xin là chuyển các ngài đến nơi này để các ngài xin phù hộ độ trì cho chúng tôi là công danh thành đạt, rồi thì làm cái nhà nó êm xuôi chèo mát mái. Thì cái việc mà ba bát nhang đó thì chúng ta chuyển thế nào, chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể là nếu mà rộng rãi thì chúng ta có thể chuyển ban thờ đi vào một cái nhà chung cư nào đó, hoặc là nếu mà không có điều kiện mà cái chỗ thuê chúng ta nó có quá chật chội thì thôi, thì chúng ta có thể mua những cái hòm, mà nó sạch sẽ chỉnh chu một chút, thì chúng ta có thể là sắp xếp ba cái bát nhang trong đó, thì nó cũng vẫn là cái việc mà rất là tròn trịa, rất là phải đạo mà không không gọi là phạm đến gọi là thánh thần, đúng không? Ngoài ra thì trong cái việc mà chuyển ban thờ và chuyển bát hương ấy, thì có một vấn đề là ví dụ như là nhà anh chị này ở một cái vùng khác, xây nhà ở một vùng khác, và khi mà hoàn thành cái nhà đó thì đương nhiên là sẽ chuyển bàn thờ, chuyển bát hương, đúng không, lên cái nhà mới, thì cái việc là có nhất thiết là phải bốc lại cả ba bát hương đó không, đúng không? Bởi vì là rõ ràng là chúng ta quan niệm là chúng ta ở đâu chúng ta thờ các ngài ở đấy, thì thông thường ở trong bát hương của chúng ta trong cái việc thờ cúng ấy, nếu mà chuẩn chỉ một chút là có ba bát hương, thì thông thường là bát có bát quan thần linh này, có bát cộng đồng gia tiên này, thêm bát bà cô ông mãnh này, hoặc là ai có phong phú hơn để thêm thờ thêm Phật độ mạng, hoặc là thờ bên Phật, hoặc là thờ Quan Âm chẳng hạn. Thì chúng ta thờ Quan Âm thì chúng ta có thể mang cái bát nhang thờ Quan Âm đi theo mình bình thường, hoặc là thờ cộng đồng gia tiên thì chúng ta có thể vẫn mang cái bát nhang đó đi theo, hoặc là thêm bát gọi là bà cô ông mãnh thì mang bát đó về chuyển về nhà mới một cách rất là chuẩn chỉ luôn, không ảnh hưởng gì.
Tuy nhiên có cái bát gọi là bát liên quan đến thờ thổ công, thổ địa, rồi thì đôi khi là táo phủ thần quân, đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái bát nhang đó khi mà chuyển về địa bàn mới nó sẽ không phù hợp. Bởi vì chúng ta đang thờ ở quận Hoàn Kiếm, phường Tràng Tiền, làm sao mà chúng ta lên quận Tây Hồ, phường Xuân La mà lại thờ cái ngài đó thì nó không phải phép. Thì do đó thì cái bát nhang đó thì chúng ta nên gọi là giải xả bát nhang đi và chúng ta nên bốc lại bát mới. Tuy nhiên thì tới đây thì mọi người là thông thường có một số những cái câu hỏi đặt ra là liệu cái bát hương đó thì chúng ta nên nên bỏ hẳn đi hay không? Thì thực tế mà nói thì đơn giản nhất là chúng ta có thể bỏ bát nhang đó đi, thì chúng ta ví dụ như là chúng ta đem cái bát nhang đó đến cái chỗ gọi là sông nước mà nó rộng rãi thì chúng ta có thể thả xuống thì để cho cái bát nhang nó mát mẻ thì nó cũng rất là tròn trịa trong cái việc mà thờ cúng thôi. Tuy nhiên thì cái việc mà bỏ bát nhang đi thì không phải lúc nào cũng đúng. Nó là cái việc mà đơn giản thôi, nhưng mà nó lại đối với một số trường hợp mà tôi có tư vấn những cái nhà mà có truyền thống cách đây khoảng mấy trăm năm rồi thì người ta cũng làm nghề mà liên quan đến làm đồ cổ, gia đình thì gọi là nề nếp rồi, thì người ta có cái ban thờ đó thì cũng cổ kính đến cả trăm năm tuổi, thì cả ban thờ rồi thì cả bát nhang thì cũng trăm năm tuổi. Thì có một số những cái thầy mà theo kiểu gọi là đơn giản thì thầy bảo là bát nhang bỏ đi, thì đôi khi là gia chủ gặp cái trường hợp này thì gọi là dãy này luôn, vì cái bát nhang mà truyền thống từ xưa nay rồi, anh chị ở trên phố cổ một ngôi nhà mà hiện nay thì đang ở thôi, nhưng mà về sau tịnh tính là làm khách sạn, nó rơi vào ngót nghét trăm tỷ, về cái nhà mới nó biệt thự bên Riverside chẳng hạn, thì đương nhiên là phải mang cái bát nhang mà thờ gia tiên, bát nhang mà thờ bà cô ông mãnh hoặc là thờ Phật đi, đúng không ạ? Nhưng bát nhang đó thì không nói làm gì, nhưng còn bát nhang gọi là thờ thổ công thổ địa thì mà lại bảo là gọi là giải xá bát nhang đi, bỏ bát nhang đi trôi sông thì gọi là hao tài tốn của, đúng không? Bát nhang đấy nó có thể giá trị đến cả vài ngàn đô cơ, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện đấy theo tôi là không hợp lý, và vẫn có những cái cách mà chúng ta giải quyết. Đơn giản nhất là chúng ta cầu cúng cẩn thận và xin được là phép là không thờ các ngài nữa, và các cái tro cốt ở trong cái bát nhang đó thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể đem trôi sông và chúng ta vẫn giữ nguyên cái vỏ nhang, tức là vỏ của bát hương đó, và chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Là bằng cách gì là chúng ta vào chùa hoặc là nhờ các vị thầy cúng mà chúng ta tin cậy, chúng ta nhờ những cái việc đó thì để làm sao mà chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng được bát nhang đó mà không ảnh hưởng đến cái việc mà thờ cúng, không ảnh hưởng đến các ngài kia, đúng không ạ? Và tôi cũng khuyên là mọi người là khi mà làm thực hiện những cái nghi lễ mà giải xá bát nhang thì chúng ta có thể tự làm được hoặc là chúng ta có thể nhờ thầy nọ thầy kia. Còn cái việc mà liên quan đến bốc bát nhang chẳng hạn thì tôi thấy là có một số quan điểm là bảo là tự bốc bát nhang thì gọi là thành tâm hơn và được ơn trên người ta phù hộ hơn. Thì theo tôi quan điểm này nó nghe thì nó có vẻ đúng, nhưng mà thực ra là thành tâm nhưng mà không phải phép thì đôi khi nó lại gặp tai họa. Giống như là có tâm nhưng mà không có tài thì đôi khi là nó lại gây chuyện đấy. Lenin có nói là nhiệt tình nhưng mà lại không có sự hiểu biết thì nó lại trở thành phá hoại. Thành ra là theo tôi những cái người nào mà có điều kiện thì hoặc là ít điều kiện thì cũng phải cố gắng mà nhờ những cái người thầy cúng hoặc là nhờ những vị sư gọi là đức cao vọng trọng nhá. Chứ tôi thì là thầy phong thủy thôi, và tôi không phải nói cái việc này để tạo điều kiện cho tôi làm, bởi vì tôi thì tôi cũng không không thực hiện những cái việc mà liên quan đến thờ thờ cúng hoặc là bốc bốc bát nhang đâu, bởi vì là giống như là bác sĩ thôi, thì tôi giống như là bác sĩ liên quan đến chữa răng, còn ông thầy cúng thì ông liên quan đến đỡ đẻ, mà bác sĩ chữa răng thì trong trường hợp mà gọi là không thể đừng được thì mới mới đỡ đỡ đẻ thôi, chứ còn để mà đỡ đẻ tốt thì vẫn phải người có chuyên môn, giống như là những cái người mà thờ cúng người ta làm bốc bát nhang chuyên nghiệp rồi thì quý vị nên nhờ những người đó để làm, chứ không nên là
xem một vài cái clip của thầy nọ thầy kia trên mạng mà tự làm theo, thì theo tôi là đến lúc mà rất là lỡ dở, rất là hoang mang ấy nhé. Đôi khi mà tôi thấy gặp có một số những cái khách hàng của tôi trong quá trình tư vấn, họ đến gặp tôi, họ gặp những sự nọ sự kia, thì dưới góc nhìn phong thủy thì tôi thấy là cái nhà đấy nó cũng có vấn đề rồi, nhưng mà đôi khi cái tâm lý rất là nặng nề khi mà họ bảo là thầy ơi, cái bát nhang này em nói thật là em cũng nghe người nọ nghe người kia em tự bốc đấy, và 2-3 năm nay rồi gần như là lúc nào mà em gặp sự cố thì em đều rất là trăn trở cái việc đó, là không biết là hôm đó em bốc bát nhang nó vào cái giờ đó đã chuẩn chưa, hoặc là cách mà em bốc bát nhang nó đã hợp lý chưa. Và câu chuyện đó họ cứ trăn trở trong vòng 2-3 năm, đôi khi họ bị ám ảnh và nó tạo những cái hiệu ứng tâm lý chưa chuẩn phong thủy, rồi thì kết hợp với cả những hiệu ứng tâm lý đó làm cho cái cuộc sống họ rất là bế tắc, họ rất là ám ảnh và làm cho cuộc sống họ rất là mệt mỏi đó. Thành ra là về cái việc mà tự bốc bát nhang thì tôi khuyên các anh chị em là nên nhờ những người có chân sư, những cái vị thầy cao tay, những cái ngôi chùa có tiếng để mà quý vị có thể vào đó chúng quý vị nhờ những cái công việc này. Còn chốt lại là cái việc mà chuyển bát hương thì trong cái việc chuyển bát hương thì nếu mà có 3 bát thì chúng ta chú ý là chỉ có bốc lại bát quan thần linh thôi, nếu như là từ nhà ở điểm A chuyển sang địa điểm B, còn đang ở địa điểm A mà xây nhà mới thì chúng ta tạm thời là cất vào nhà chúng ta đi thuê, đúng không ạ? Và sau khi mà chúng ta dựng lên cái nhà mới thì chúng ta lại chuyển vào ngôi nhà mới của chúng ta và thực hiện các cái phép nghi lễ về mặt tâm linh cái lúc mà nhập trạch vào nhà mới. Thì đây là một lời khuyên chung cho khá là nhiều câu hỏi gần đây gửi tới tôi để chia sẻ về vấn đề tâm linh, về vấn đề thờ cúng, làm sao cho nó phải phép nhất, mà phải phép thì nó phải gắn liền với những cái quy luật mang tính logic và nó thể hiện cái sự khoa học. Vì dù gì tâm linh nó cũng chỉ là một mức độ cao cấp trong khoa học thôi, và cái gì nó cũng có cái tính logic của nó. Thì tới đây thì là một cái video mà tôi nghĩ là cũng rất là bổ ích đối với mọi người đây, nhưng mà mọi người thấy hay thì nhớ like nhá, nhớ share và đặc biệt là nhớ subscribe kênh để mà đón chào những cái video cập nhật, những cái video tức thời của tôi nhá. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở trong các video tiếp theo.